Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự may rủi của những con số trong phi tinh đồ từ 1 đến 9 nhé. Giải mã sự may rủi từ các con số phi tinh đồ từ 1 đến 9. Từng con số phi tinh đồ mang một ý nghĩa tượng trưng riêng mà bạn cần ghi nhớ để áp dụng đúng cho phong thủy nhà ở. Trong phong thủy phi tinh, các con số phi tinh đồ từ 1 đến 9 dù đứng một mình hay kết hợp với những con số khác đều có một ý nghĩa rất đặc biệt. Số 2 và số 5, hãy cẩn thận, hai con số phi tinh đồ này tượng trưng cho bệnh tật và những điều không may mắn. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện trong phi tinh đồ, dù đó là phi tinh đồ của ngôi nhà hay chỉ là biểu đồ hàng tháng, thì dù là ngủ, làm việc hoặc ăn ở trong những khu vực có hai số này, bạn cũng sẽ bị bệnh tật hoặc gặp rủi ro. Số 3 là con số của xung đột và thù nghịch. Đây là con số mang lại những phiền toái và hiểu lầm. Nó khiến cho người sống trong khu vực đó gặp phải những vấn đề về luật pháp và những chuyện rắc rối với chính quyền. Bạn phải cẩn thận, nếu không bạn sẽ trở thành nạn nhân của mọi vấn đề. Số 4 là con số tuyệt vời, nó mang đến những vận may về đường học vấn và những tham vọng về tri thức. Con số này còn được xem là con số của tình cảm, mang đến tình yêu, ngay cả khi đã lập gia đình nếu được kích hoạt đúng. Số 9 là con số khuếch đại, nó khiến cho vận xấu trở nên tệ hại và vận may trở nên may mắn nhiều hơn nữa. Số 9 được xem là con số biểu hiện cho sự thịnh vượng trong tương lai. Số 7 là số hên của giai đoạn vừa qua, nhưng giai đoạn thứ 7 vừa kết thúc vào ngày 3 tháng 2 năm 2004. Trong giai đoạn thứ 8, con số này lại gắn liền với bạo lực và trộm cắp. Những ngôi nhà hưởng lợi ích của hai số 7 trong thời gian 20 năm qua sẽ thấy rằng trong giai đoạn thứ 8, con số này trở nên vô cùng nguy hiểm và cần phải có biện pháp để hóa giải. Số 1, 6 và 8 được xem là những con số trắng và là những con số rất may mắn. Trong ba số này, số 8 mạnh nhất vì đó là số của giai đoạn thứ 8. Số 1 cũng may mắn nhưng số 6 lại yếu hơn nếu không có sự hỗ trợ của các con số khác như số 1 và số 8. Các con số này kết hợp với nhau sẽ đem lại rất nhiều may mắn. Xác định sao bệnh tật số 2. Trong phi tinh, số 2 là con số đáng sợ cho những người lớn tuổi hoặc người đang bị bệnh nặng, cấp tính hoặc mãn tính. Khi số 2 là số của sao thủy tinh, điều này cho thấy vận may về tài sản của bạn đang suy thoái và công việc làm ăn bị chậm lại. Nếu sao sơn tinh mang lại số 2 thì vận rủi sẽ tăng gấp đôi, bởi vì điều đó có nghĩa là sức khỏe và các mối quan hệ của những người sống trong khu vực có sơn tinh án ngữ sẽ bị ảnh hưởng xấu, ngay cả những người trong nhà cũng bị ảnh hưởng. Bảo vệ sức khỏe. Khi sao bệnh tật số 2 xuất hiện là thủy tinh hoặc sơn tinh, bạn cần phải lưu ý rằng tác động của nó sẽ rất nghiêm trọng. Nếu quan tâm đến sức khỏe, bạn sẽ phải xác định phi tinh đồ giai đoạn thứ 7 và 8 tương ứng với ngôi nhà của bạn và khoanh tròn khu vực có số 2 xuất hiện. Điều này sẽ giúp bạn xác định được ngay góc nào và khu vực nào đang bị ảnh hưởng. Để xác định được khu vực bị ảnh hưởng, bạn cần phải sử dụng một la bàn loại tốt. Việc tham khảo bản vẽ của ngôi nhà cũng rất cần thiết bởi vì nó sẽ giúp cho việc xác định các hướng trên bản vẽ được nhanh chóng và dễ dàng. Một khi đã xác định được vị trí án ngữ của sao bệnh tật, sao số 2 thì tất cả những gì bạn cần phải làm là chế ngự nó bằng biểu tượng ngũ hành thích hợp. Số nhà của tôi có số 2, vậy có sao không? Điều này không ảnh hưởng gì đến gia đình bạn cả, vì cách phân tích các con số hoàn toàn không giống như phương pháp phi tinh. Trong phong thủy phi tinh, số 2 biểu thị cho những hiệu quả âm nhưng nó không phải là con số chỉ định vấn rủi khi là số nhà văn phòng. Vì vậy, để biết số nhà của bạn có may mắn hay không, bạn cần phải sử dụng phương pháp số học của phong thủy. Bảo đảm sức khỏe và trường thọ. Trong hệ thống ngũ hành, sao bệnh tật được xem là thuộc hành thổ. Vì vậy, biểu tượng mang năng lượng kim, đặc biệt là năng lượng dương kim sẽ là một giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa ảnh hưởng xấu của sao này. Bình hồ lô. Một trong những biểu tượng tốt nhất của vận may đó là bình hồ lô bằng đồng. Bình hồ lô nên làm bằng đồng vì đó là kim lại, bền và rất nặng. Hồ lô là biểu tượng mạnh mẽ cho sức khỏe và sự trường thọ. Nó là vật được Quan Âm Bồ Tát và một trong 8 vị tiên của lão giáo sử dụng. Người ta cho rằng bình hồ lô chứa nước tiên đem lại sự bất tử. Vì thế, sử dụng bình hồ lô là một giải pháp tuyệt vời để kích hoạt năng lượng chủ về sức khỏe. Bình hồ lô làm bằng đồng còn là một khắc tinh sao bệnh tật vì năng lượng kim của nó sẽ khống chế bất kỳ khí âm nào gây ra bệnh tật. Chuông gió. Một giải pháp tuyệt vời khác cho vấn đề này là chuông gió. Loại có 6 thanh kim loại làm bằng đồng, âm thanh của kim loại có tác dụng hóa giải rất mạnh. 6 thanh kim loại tượng trưng cho đại kim và mỗi khi gió thổi, nó sẽ tạo nên dương khí thuộc hành kim. Tuy nhiên, chuông gió không hiệu quả nếu không được làm hoàn toàn bằng kim loại. Tránh xa sao bất hòa số 3. Sao số 3 chủ về thù nghịch, có tác hại mạnh mẽ hơn cả sao bệnh tật số 2.
Khi phòng ngủ hoặc cửa trước bị ảnh hưởng bởi sao số 3, bạn sẽ gặp những rắc rối liên quan đến hiểu lầm, cãi nhau, giận dữ và thù nghịch. Sao số 3 thuộc hành mộc. Vì vậy, khi nó xuất hiện ở hướng đông hoặc đông nam thì ảnh hưởng của nó càng trở nên nguy hiểm và dữ dội. Khi sao số 3 xuất hiện dưới dạng số của sao thủy tinh, nó là biểu hiện của xung đột về tài chính. Nếu sao số 3 xuất hiện dưới dạng số của sao sơn tinh, nó sẽ khiến cho các mối quan hệ đang lành mạnh, hạnh phúc trở nên bất hòa. Sao số 3 cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ly dị hoặc ly thân của các cặp vợ chồng. Trong biểu đồ tháng và năm, khi sao số 3 xuất hiện ở ô vuông tương ứng với vị trí phòng ngủ của bạn, thì dứt khoát bạn phải rời ra ngoài để tránh những ảnh hưởng xấu. Hóa giải sao số 3. Giải pháp tốt nhất để hóa giải sao số 3 là sử dụng năng lượng hỏa, gồm các biểu tượng có màu đỏ và hình tam giác, tốt nhất nên sử dụng pha lê màu đỏ hình tháp. Nếu không biết về phong thủy phi tinh, bạn có thể đặt biểu tượng này trên bàn làm việc để đảm bảo rằng suốt năm bạn không bao giờ bị khuất phục trước ảnh hưởng khủng khiếp của sao số 3. Nếu luôn giữ biểu tượng này bên cạnh thì không ai có thể làm hại bạn được. Năng lượng hỏa trong pha lê chỉ mang lại năng lượng tốt. Nếu đặt pha lê hình tháp trên đế băng đồng hoặc đế sơn màu vàng thì nó sẽ trở thành khắc tinh mạnh mẽ của sao số 3. Xác định vị trí của sao ngũ hoàng. Trong phong thủy phi tinh, sao nguy hiểm nhất là sao ngũ hoàng. Đây là sao số 5 mang vận rủi đến phá hoại sự an vui của mọi nhà, đặc biệt khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực cửa chính. Tác hại của sao ngũ hành mạnh nhất khi xuất hiện ở hướng nam, bởi vì nó được tăng cường thêm sức mạnh nhờ vào năng lượng hỏa ở đây. Vì vậy, khi bạn đã xác định được phi tinh đồ tương ứng với ngôi nhà của bạn, dựa vào hướng mặt tiền và ngôi nhà thuộc giai đoạn thứ 7 và thứ 8, thì bạn cần phải xác định vị trí của sao ngũ hoàng. Kẻ thù của phong thủy. Khi số 5 là số của sao giai đoạn trong biểu đồ thì nó sẽ mang lại vận rủi và ảnh hưởng của nó đến các số nhỏ hơn, nằm ở góc bên phải hay bên trái tương ứng. Các sao sơn tinh hay thủy tinh sẽ rất mạnh. Khi sao ngũ hoàng là số của sao thủy tinh, nó sẽ gây ra những tổn thương về tài chính cho người sống trong khu vực mà nó xuất hiện. Khi sao ngũ hoàng là số của sao sơn tinh thì nó sẽ phá vỡ các mối quan hệ và làm mất mát người thân. Vì vậy, ngũ hoàng được xem là sát tinh về mặt phong thủy của mọi nhà và cần phải được khống chế triệt để. Sao ngũ hoàng sẽ có tác động rất xấu khi nó xuất hiện ở góc thổ là các hướng như Tây Bắc, Tây Nam và hướng trung tâm. Hóa giải và khống chế sao ngũ hoàng. Sao ngũ hoàng thuộc hành thổ nên giải pháp hiệu quả nhất để hóa giải sức mạnh của nó là dùng năng lượng kim. Đây là lý do vì sao các nhà phong thủy thời xưa đề nghị dùng giải pháp chuông gió. Chuông gió thích hợp nhất là loại gồm 6 thanh kim loại rỗng, có cùng kích thước như nhau treo thành hình tròn để tượng trưng cho thiên khí. Loại chuông gió nên làm bằng kim loại, tốt nhất là bằng đồng, sẽ có khả năng chuyển hóa khí xấu thành khí tốt. Âm thanh của chuông gió xuất phát từ các thanh kim loại và chạm nhau vào một giải pháp mạnh mẽ. Vận dụng các số hên 1, 6 và 8. Đừng hiểu lầm rằng phi tinh đồ chỉ chứa toàn những con số mang lại vận rủi, cũng có những con số mang lại may mắn, và trong những con số đó có những con số mà người ta gọi là số trắng, gồm những con số may mắn nhất là 1, 6, 8. Ba con số này được cho là những con số mang lại nhiều may mắn cho người ở khu vực mà chúng xuất hiện. Sức mạnh của số 8. Trong ba con số trên, số 8 được xem là con số may mắn nhất, bởi vì ngoài việc là con số biểu tượng cho giai đoạn thứ 8, thì theo quan niệm của lão giáo, số 8 còn mang gấp đôi những may mắn đến. Do đó, khi số 8 xuất hiện ở khu vực cửa trước hoặc bất cứ cửa nào đó, nó đều mang đến năng lượng chủ về sự may mắn. Ví dụ năm 2005, số 8 ở hướng Nam, vậy nếu cửa chính nhà bạn ở khu vực phía Nam, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong năm đó. Số 6 cũng là một con số may mắn tượng trưng cho vận may đến bất ngờ. Nhưng vì bây giờ giai đoạn thứ 8 nên số 6 không mạnh bằng số 8. Số 1 cũng là số may mắn và trong giai đoạn thứ 8, nó tượng trưng cho sự thịnh vượng và vận may trong tương lai. Số 1 cũng tượng trưng cho sự thành công, đặc biệt thành công về nghề nghiệp và may mắn trong công việc. Nếu số 1 là số sao sơn tinh, nó sẽ tượng trưng cho sự thành công trong tất cả các mối quan hệ. Nếu là số sao thủy tinh, nó sẽ mang lại thành công về tiền bạc. Số 9 là sao khuếch đại. Trong phong thủy phi tinh, số 9 thường được xem là biểu tượng cho sự khuếch đại. Bản thân số 9 là con số may mắn tượng trưng cho sự toàn vẹn của trời và đất. Trong giai đoạn thứ 8, số 9 được xem là sao chủ về sự thịnh vượng trong tương lai, vì nó là con số tiếp theo sau giai đoạn thứ 8, tượng trưng cho sự thịnh vượng ngay sau khi giai đoạn thứ 8 kết thúc. Do đó, khi giai đoạn thứ 8 chấm dứt, giai đoạn thứ 9 bắt đầu thì số 9 cũng được xem quan trọng tương đương với số 8. Tốt và xấu.
Số 9 còn được xem là con số phóng đại, vì vậy khi nó kết hợp với những con số tốt như 1, 6 và 8, nó sẽ tăng cường hiệu quả tốt. Nhưng khi kết hợp với những con số xấu như 2, 3 và 5, thì nó càng là cho ảnh hưởng xấu thêm trầm trọng. Khi thấy số 9 kết hợp với số 2, 3 hoặc 5 trong phi tinh đồ hoặc trên biểu đồ tháng và năm, thì bạn biết rằng sự nguy hiểm đang gia tăng trong khu vực đó. Số 4 là sao chủ về tình cảm. Số 4 là số sao tượng trưng cho vận may về tình cảm. Nó sẽ trở nên mạnh nhất và hiệu quả nhất khi trở thành số sao sơn tinh. Số 4 sẽ giúp cho những mối quan hệ yêu đương hướng đến hạnh phúc và hôn nhân. Tuy nhiên, khi sao tình cảm số 4 xuất hiện, tất cả các cặp vợ chồng phải cố gắng đảm bảo không được đặt biểu tượng thuộc hành thủy tại khu vực có số 4 xuất hiện. Vì sự hiện hữu của nước sẽ dẫn đến bất hạnh và những lời ra tiếng vào về quan hệ vợ chồng, dễ xảy ra chuyện ngoài tình, hôn nhân tan vỡ và những mối quan hệ tốt đẹp khác cũng bị ảnh hưởng. Số 4 trong biểu đồ hàng năm tượng trưng cho hoa đào nở, chủ về vận may trong quan hệ tình cảm và mang đến những cơ hội thuận lợi cho hôn nhân. Ví dụ năm 2005, số 4 đứng ở vị trí trung tâm của biểu đồ hàng năm. Điều này có nghĩa là số người yêu nhau trong năm 2005 tăng cao hơn so với những năm khác. Hãy để lại comment phía dưới, đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin bổ ích về phong thủy và tâm linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.